Điều kiện cho cái bẹ nó bung ra đều như thế này là chúng ta có hai yếu tố rất là quan trọng để chúng ta làm nên một cây bonsai dừa đẹp như thế này. Mọi người để lâu lâu nuôi khi nào cây thành dáng ok, đến khi chúng ta quyết định lên chậu rồi mới xử lý cái cách này nha. Đó, chúng ta cắt hơi ngang qua chút, bầu qua chút như thế này thì sau này cho bẹ chúng ta bung ra nó đẹp, sẽ phần một phần nào giấu đi cái lần cắt thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, mọi người cứ cắt hướng cái mũi dao hơi xéo vô trong một chút, nhẹ nhàng lấy nó ra. À, mọi người cắt cái hình tam giác như thế này thì nó sẽ bị phá dáng, thì chúng ta mất bao nhiêu công sức chăm sóc thì bỏ công bỏ biển hết trơn hay mọi người. Cho nên là chúng ta rồi, hello cô chú anh chị, mình trở lại với kênh Bonsai Dừa Quỳnh Linh ha. Thì hôm nay Linh sẽ làm một cái clip để hướng dẫn cô chú anh chị mình làm sao để chúng ta có được một cái bộ đế cũng như một cái gốc đẹp giống như cái cây này, và tạo điều kiện cho cái bẹ nó bung ra đều như thế này. Thì để có được bộ đế, bộ gốc như thế này thì chúng ta sẽ làm theo hai cách. Đó. Hai cách là hai cái yếu tố quyết định cho cây dừa bonsai của chúng ta có dáng đẹp hay không. Thì Linh sẽ lấy cái cây này, Linh sẽ lấy cái cây này để làm ví dụ cho cô chú anh chị mình dễ hiểu nè. Đó. Rồi, ngay sau đây Linh sẽ quay cảnh vô để hướng dẫn cô chú anh chị mình chi tiết hơn ha. Rồi. Để có một cái bộ đế như cái cây hồi nãy mọi người mới vừa xem và cái bộ lá nó bung ra thì chúng ta làm theo hai yếu tố quyết định cho cái dừa bonsai chúng ta có đẹp hay không. Thì để tiến hành thì Linh xin nói rõ hơn với mọi người là lúc chúng ta nuôi cái dừa bonsai thì chúng ta cứ cắt đại, chúng ta cắt đại, bỏ nó đại ở đây để cho cái bộ gốc của nó phát triển to hơn nha mọi người. Còn chúng ta mà cứ cắt sát luôn lúc đầu luôn thì đó là cái gốc của nó sẽ nhỏ, nó sẽ không to. Đó, chúng ta nên cắt mà dưỡng cứ để tự nhiên như thế này, để chừa này một ít để cho cái bộ đế của nó, cái gốc của nó phát triển to ra. Trong khi đó chúng ta nuôi, khi nào mà chúng ta nuôi mà có cái dáng rồi, vô rồi là lá nó đều rồi, là bắt đầu là chúng ta đó là giữ dáng. Chúng ta giữ dáng là chúng ta sẽ xử lý cái gốc như thế, nó không có phát triển lên cao nữa mọi người. Còn chúng ta để ôm như thế này nè, đó là khi chúng ta cây đã vô lên năng rễ vô chậu rồi thì chúng ta cần phải xử lý ngay. Nếu chúng ta không xử lý, chúng ta cứ để như thế này, chúng ta cắt nè, nó sẽ không được sát, nó từ từ nó sẽ phát triển cao lên. Cho nên đó là chúng ta phải xử lý cái gốc của nó như thế này, thì chúng ta cứ cắt nó là tạo cái dáng, cái là tạo cái gốc cho nó đẹp luôn nè. Chúng ta cứ cắt rồi một thời gian là nó sẽ liền sẹo lại, nó sẽ đẹp như cái cây hồi nãy đầu clip mọi người vừa xem ha. Chúng ta cứ cắt, mà mọi người nhớ là chú ý là cắt là không có cắt sát vô cái thân luôn nha. Chúng ta phải chừa lại một ít, tầm hai cái bờ sống của cái lưỡi dao này nè mọi người. Đó, chúng ta cắt vừa tới thôi, vừa tới tức là cái bẹ ở ngoài và cái thân trong nó vừa khô lại á, cho nó khô lại, nó liền sẹo lại nó sẽ đẹp. Còn mọi người cắt sát vô cái thân luôn là nó bị, có thể là bị hư cái thân nha mọi người, có khi những cái con trùng cắn phá nó vô, nó cắn phá là hư ha. Thì chúng ta cứ cẩn thận cắt làm sao nè mọi người nhớ cắt là đẩy lưỡi dao như thế này, nhẹ vậy nè, đó mới nè. Mọi người cứ cắt nhẹ gì giữ cho cái độ bóng của nó, sau này nó liền sẹo lại, nó sẽ liền lại rất là đẹp mọi người. Ở dưới này thì mọi người cũng cắt như thế luôn đó, mọi người cứ cắt như thế. Nhất Linh tua ngang cái khúc này ha, cho nó đỡ mất thời gian ha mọi người. Cái này cắt thì chỉ đơn giản là chỉ cắt như thế thôi, nhưng mà chúng ta tỉ mỉ cắt từ từ thì nó rất là lâu ha. Rồi, sau một hồi chúng ta tỉ mỉ cắt thì chúng ta được cái gốc như thế này. Mọi người thấy nó đẹp hơn cái gốc hồi nãy chưa? Đây. Đó. Đó. Chúng ta cắt như thế. Đó. Mà đối với những cái cây đã thành dáng như thế này là chúng ta cây rễ là chuẩn bị vào chậu rồi chúng ta mới làm nha. Để cắt sớm. Cắt sớm thì cái gốc của chúng ta nó sẽ không được đẹp đâu. Mọi người để lâu lâu. Nuôi khi nào cây thành dáng ok, đến khi chúng ta quyết định lên chậu rồi mới xử lý cái cách này nha. Cái bước thứ hai là chúng ta cần phải cắt những cái bẹ này,
Đó, chúng ta cần phải cắt những cái bẹ này sát sát xuống đây, sát xuống đây luôn. Chứ còn ôm như thế này là nó sẽ phát triển. Như cái đọt này, chúng ta cũng cắt sát luôn cho cái đọt này, tạo điều kiện cho cái đọt này nó ngóc lên. Và trong thời gian chúng ta dưỡng thêm 3 4 lá nữa là rất là ok đó mọi người. Thì chúng ta cắt cái bẹ này. Mọi người nhớ là cắt từ nè, nếu cái bẹ thẳng rồi thì mọi người nhớ là cắt từ cái khúc thẳng. Chúng ta lúc này là chúng ta gọt bẹ luôn nè mọi người, gọt cho cái bẹ của nó thẳng luôn là để sau này nó liền cái sẹo lại, cái bẹ của chúng ta thẳng sẽ ok. Và chúng ta cắt vừa sát vô tới cái mí bên trong ha. Còn ở đây đó, mọi người cắt là đừng có kéo thẳng xuống dưới này luôn, thẳng xuống dưới này luôn là nó tạo ra cái bẹ rất là sẽ tới nữa nó bung ra bẹ xấu lắm. Như thứ hai là nó dễ bị hư ở trong cái phần cổ hủ trong đây nữa mọi người. Đó, chúng ta cắt hơi ngang qua một chút, bầu qua một chút như thế này thì sau này cho bẹ không ra bung ra nó đẹp. Đây mọi người thấy không, nó đơn giản thôi, mọi người cứ cắt rồi nó bầu ra như thế này. À, từ đây nó bầu ngang đây rồi nó vừa sát, mọi người nhớ là chừa lúc nào cũng phải chừa một ít nha, đừng có sát quá nha, sát vô là nó không có đẹp. Và dưới thứ hai nó dễ gây chết cây nha. Rồi ở đây thì chúng ta cũng cắt như thế thôi. Linh sẽ chỉ cho mọi người thêm một kỹ thuật gọt bẹ để cho nó đẹp hơn nữa, là mọi người đừng có cắt ngang hướng xéo, mọi người đừng có cắt xéo như thế này, đừng có cắt xéo như thế này ha. Mọi người cũng đừng có nên cắt ngang như thế này đó, cắt ngang tức là nhắm thẳng từ ngoài là cắt ngang vô như thế này nè. Nó cắt ngang như thế này thì cái bẹ của chúng ta nó sẽ không đẹp bằng cái cách chúng ta cắt hơi phạm vô hay xéo vô bên trong một chút, tức là cái mũi dao chúng ta sẽ đưa vô cái phần bên trong này nè mọi người nè, đó đưa hơi xéo vô một chút xíu thì chúng ta cắt á, sau này chúng ta nhìn vô cái bẹ nó sẽ phần một phần nào giấu đi cái lần cắt thì nó sẽ đẹp hơn đó. Mọi người cứ cắt hướng cái mũi dao hơi xéo vô trong một chút đó, sau này nó liền thẹo lại, nó liền thẹo lại là mọi người sẽ thấy cái bẹ nó khác liền. Cái cách này là cái cách Linh chỉ thêm cho mọi người à. Còn hai cái chính của chúng ta thì chỉ là cắt bẹ và dọn gốc thôi, dọn gốc. Nhưng mà dọn chúng ta dọn á, là đúng lúc nha mọi người, đừng có dọn trước nha, dọn trước là cây chúng ta sẽ dễ bị chết lắm nha. Rồi mọi người cứ cắt như thế nè, mọi người thấy nè, cắt từ đây đây, mọi người cắt từ đây vòng qua đây một chút ha. Rồi bẹ bên đây cũng thế, rồi mọi người dọn từ trên, rồi mọi người dọn từ trên xuống dưới nè đó. Rồi nhớ là hướng cái mũi dao vô vô cái lòng bẹ một chút xíu đó, thì sau này cái bẹ chúng ta sẽ đẹp hơn mọi người. Rồi đó, mọi người cắt không, mọi người nên định hướng trước như thế này nè, định hướng trước à, tới chỗ này là định hướng trước cái đi đó, như thế này định hướng trước cái à, vừa tới đây rồi chúng ta mới bắt đầu cắt sâu vô. Để chúng ta cắt sâu rồi đó nó sẽ không ngay đường mọi người. Rồi, chúng ta xem cái nó đứt chưa, nó còn dính lại một ít nè đó, nhẹ nhàng thôi để nó mắc sẹo mọi người. Trong đây là nó khá non rồi nên là mọi người cứ cẩn thận cắt nè, lấy dấu trước nè, lấy dấu trước. Chúng ta càng nhắm làm sao để cho cái mũi dao vừa tới bên trong, hoặc là chúng ta banh banh cái bẹ ra như thế này nè, banh cái bẹ ra nè, nhìn ở bên trong nè. Đó, lên quay thì hơi khó một chút chứ chúng ta ngồi cắt, chúng ta ngồi sát vô chúng ta cắt dễ lắm nè. Nó nhẹ nhàng bên trong, nhẹ nhàng lấy nó ra, rất là đơn giản thôi mọi người, đừng cho phạm bên trong thôi đó. Lúc này là cái cây này là Linh chuẩn bị vô chậu rồi, Linh cả kê gửi rồi, là chuẩn bị là đưa vô chậu thì chúng ta cắt sát luôn, là không, nói chung là chúng ta không cho nó phát triển lên nữa mọi người, là nó giữ cái dáng chúng ta tạo thôi. Chúng ta tạo dáng thấp dáng cao thì tùy mỗi người chơi thích tông cao tông lùn ha. Thì đến khi chúng ta tạo được như thế này rồi đó thì chúng ta cắt sát luôn đó, chừa lên một ít như thế này, lúc nào cũng phải chừa lên một ít đó, cắt sát nhưng phải chừa lên một ít nha mọi người. Rồi xong đó, gánh nó khi già già rồi chúng ta sẽ tỉa sao giống như chúng ta gọt cái bẹ như thế này. Cắt như thế này là hạn chế hết mức có thể để cho nó phát triển lên này mọi người. Đó là nó sẽ giữ cái dáng như thế này, đến chúng ta dưỡng thêm 4 5 lá gì đó thì chúng ta thích chơi nhiều lá ít lá, nó là cái dáng nó sẽ như thế. Rồi chỗ này cũng như thế luôn nè đó. Linh xin nhắc lại là mọi người nhớ làm theo cái cách của Linh là hướng hướng cái mũi dao vô trong bẹ một chút xíu nha đó, để sau này nó là liền thẹo á, nó sẽ che bớt một cái thẹo cái vết cắt của mình mọi người. Khi ở ngoài chúng ta nhìn vô là nó sẽ giấu bớt cái vết thẹo của chúng ta. Đấy,
Rồi, ở đây chúng ta cũng cắt sát xuống đây. Đó, mọi người thấy không? Nè. Đó. Rồi, Linh chỉ cho mọi người cái mẹo luôn. Là khi những cái nách lá như thế này nè, khó cắt nè, chúng ta luồn như đây cắt nó sẽ không sát đâu. Mọi người nhớ cắt nè, mọi người cắt cái hình tam giác như thế này. Đó. Cắt từ đây xuống đây. Một cái hình tam giác. Rồi chúng ta nhẹ nhàng cho nó đứt, rồi chúng ta nhẹ nhàng lấy ra. Cái này chưa đứt nè. Chỗ này nó hơi khô. Đó, nhẹ nhàng cắt hình tam giác xuống đây. Đó, rồi. Vậy là nó sát rồi mọi người. Còn ở bên đây á, còn ở bên chỗ này, chỗ này thì chúng ta lặn cái giác vô, lặn cái giác vô như bình thường chúng ta cắt ha. Đó, Linh quay cắt hơi khó mọi người, cho cái này rất là đơn giản thôi. À, mọi người có thể tự cắt ha, để chút xíu Linh cắt sau để hướng dẫn đỡ mất thời gian cho cô chú anh chị mình. Rồi, đối với cây này thì đây nó sắp bằng cái nách lá mọi người, như Linh thường chỉ nè. Cái này là chúng ta cắt sát luôn rồi. Đó, ở trong đây thì chúng ta chưa dùng cái cách hướng mũi dao vô lòng bẹ đâu ha. Tại vì đó, ở đây chúng ta mới bắt đầu, nó còn non nè. Chúng ta sau này chúng ta sẽ vét bẹ thêm lần nữa mọi người. Thêm đến già già đó chúng ta sẽ vét bẹ thêm ha. Cho nên là ở đây non chúng ta chỉ cắt bỏ đại thôi. Cắt bỏ đại để đừng cho nó phát triển cao nữa, giống như chúng ta cắt cái gốc hồi nãy thôi. Rồi, ở bên đây thì chúng ta cũng cắt luôn. Thì mấy cái cách này thì giống như bình thường thôi, nhưng mà mọi người nhớ là lúc này là chúng ta quyết định là cắt sát dưới luôn nha mọi người. Đó, sát nhất có thể luôn, sát nhất có thể. Tại vì chúng ta đã lên chậu rồi là quyết định là cái dáng đó là sẽ giữ cái dáng đó. Nếu chúng ta không cắt thì nó sẽ bị phá dáng, thì chúng ta mất bao nhiêu công sức chăm sóc thì bỏ công bỏ biển hết trơn hay mọi người. Cho nên là chúng ta quyết định, khi đã lên chậu thì chúng ta phải quyết định. Đó, quyết định cắt sát vô hết mức có thể. Đó, cái này đang quay thì Linh cũng khó là mà lặn cây dao để cho mọi người thấy, chứ Linh chỉ cắt sơ sơ thôi. Mọi người nhớ là cắt sát hết mức có thể. Rồi, như cái chỗ này thì chúng ta cắt theo cái kiểu tam giác tiếp tục mọi người. Đó, cho nó sát luôn ha. Mọi người cẩn thận nha, cái này non lắm rồi, chỉ đụng nhẹ cây dao vô để cho nó gạch đứt thôi, đừng có đè quá. Đó, rồi chúng ta cắt bên đây qua. Rồi, chỗ này thì mọi người nhớ cẩn thận tỉ mỉ thôi. Đó, Linh cắt cũng chưa sát lắm nè, tại vừa quay vừa dối cái tay nên cắt cho mọi người hơi khó. Thì mọi người cố gắng cắt tỉ mỉ thì cái cây chúng ta sẽ đẹp nha mọi người. Còn mấy cái này á, những cái bẹ này để cây nó là ok rồi, chúng ta sẽ vét bẹ sau. Đến cái bẹ nó già như hai bẹ ngoài này thì chúng ta vét bẹ theo cái cách hướng mũi dao vào lòng, vào lòng bẹ, hướng mũi dao vào lòng bẹ ha mọi người. Thì đây, khi chúng ta cắt như thế này thì nè, xéo vậy nè thì chúng ta đến khi nó khô lại á, nó liền sẹo. Chúng ta nhìn ở ngoài vô nó sẽ lòi cái sẹo ra rất là xấu mọi người. Còn khi chúng ta cắt xéo vô nè, nhìn ở ngoài vô như thế này nè, cái góc này là Linh bắt ở ngoài vô nè, đó là sẽ không xấy thẹo, nó giấu là phản đi là 70-80% mọi người. Đó, rồi đến khi mà cái bẹ già già, cái bẹ già già nữa mọi người cắt vô nè. Cái này là Linh hồi nãy cắt chưa vô tới nè. Đó, là này nè, để Linh cắt cho mọi người coi luôn. Tại quay dối cái tay cắt can hơi khó mọi người. Nè, đó. Rồi. Đó. Mọi người cắt như thế. Cắt lựa cái dao bén cắt thiệt ngọt thì sau này nó sẽ giấu bớt cái thẹo, nhìn cái bẹ chúng ta sẽ suông rất là đẹp ha. Rồi, rất là đơn giản thôi. Thì chúng ta dọn gốc đến khi mà thời điểm chúng ta lên chậu rồi chúng ta mới dọn nha mọi người. Có một số cô chú chưa gì hết trơn đã cắt rồi thì dưới cái gốc nó teo lại còn có chút xíu à. Chưa lên chậu cũng đã cái cây mới vừa trồng được có 1 tháng 2 tháng là bắt đầu là kê rễ như thế này rồi thì cái cây nó cũng teo teo luôn mọi người. Đến khi cái cây chúng ta tạo được cái dáng ok rồi, lúc là ôm dáng trực, ôm dáng trực như thế này thì Linh chuyển dáng thế là thấy cái cây nó ngóc ok rồi. Đó là bắt đầu chúng ta mới là kê rễ ha mọi người, kê rễ lên. Nhưng mà phát chúng ta xem coi cái rễ của nó đã già chưa, cái rễ của nó đã già đỏ cứng cáp như thế này thì chúng ta mới kê ha. Thì chúng ta kê lên một thời gian rồi lúc đó là chúng ta bắt đầu dưỡng vô cái dáng. Đó, giống như đây chúng ta dưỡng vô cái dáng, dưỡng vô cái dáng ok rồi là bắt đầu chúng ta mới dọn gốc rồi bắt đầu là quyết định cắt sát xuống luôn, là để giữ cho cái dáng này hoài mọi người. Đến khi nuôi những cái lá sau thì nó ra cái kiểu
lung lung bằng bằng nhau nó mới đẹp, còn cây bonsai mà mắt căng bằng thì đâu có đẹp đúng không? Đó thì cô chú anh chị cứ siêng năng chăm cây kiểng thì chúng ta phải chăm hàng ngày mọi người. Rồi đối với cái đọt này thì chúng ta cắt như bình thường thôi. Đó, đọt này thì chúng ta cắt bình thường ha, cắt bình thường. Mọi người cứ nhắm, Linh có chỉ mọi người cái cách nhắm rồi, hoặc là lấy cái vét hoặc cái gì đó thì nhắm nhắm gì nè. Cái này thì cắt phân nửa thôi chứ không cần phải dùng kỹ thuật chi tìm nách lá trong mẹ non hết mọi người. Kỹ thuật chi tìm nách lá mẹ non thì khi nào cái đọt này cao quá đó thì chúng ta mới xài thôi. Rồi cái này thì chúng ta cắt xuống tầm gần phân nửa thôi là được rồi. Khi nào nó phát triển lên chúng ta thấy cái lá phát triển mạnh quá thì chúng ta mới dùng đến cái kỹ thuật tìm nách lá trong mẹ non. Còn cái này là nó đang phát triển đồng đều mọi người. Nó chúng ta cắt phân nửa thế này thì tới nữa nó lên nó sẽ bằng bằng với cái lá, những cái lá này là ok rồi đó. Rất là đơn giản thôi, chúng ta phải quan sát, phải nhìn và phải chăm nó hàng ngày thì nó cái cây nó mới đồng đều được đó. Nó không đồng đều là nó sẽ không đẹp nữa. Rồi rất là đơn giản thôi, rồi chỉ cần bỏ một chút xíu thời gian thì là mọi người thấy cái cây à, chúng ta đẹp không nè. Đó đó, cái cây chúng ta là khá đẹp rồi, ok ha mọi người. Từ từ cái này nó sẽ ngóc lên chút nữa đó, rồi nó sẽ ngóc lên kiểu này nè, thẳng lên gì nè, nó sẽ đẹp. Còn nếu nó cây mà nó không chịu ngóc á thì mọi người đến khi vô chậu á, mọi người để cái hướng lên chút xíu vậy thì cái cây nó sẽ đẹp hơn mọi người đó, rất là ok ha. Thì nó sau này nó sẽ phát triển lên giống như cây này đó. Cây này Linh đã bỏ vô chậu rồi đó, cây này Linh đã bỏ vô chậu rồi nè đó, bỏ vô cái chậu để nuôi cho cái rễ non nó phát triển bên trong cái chậu xong là sẽ dọn rễ và sơn giáo là ok thành phẩm thôi. Bây giờ chúng ta chỉ canh những cái bẹ non này nè, cắt làm sao cho đúng thì những cái bẹ lá này nè, những cái bẹ và lá này nè nó sẽ đồng đều bằng đồng với nhau giống như cái cây này đó mọi người thấy không ạ. Thì chúng ta bỏ công chăm sóc thì nó được cái cây bonsai đẹp thôi. Rồi clip hôm nay thì Linh cũng hướng dẫn cô chú anh chị mình một cái mẹo nhỏ như thế thôi đó. Cô chú anh chị nào quan tâm thì có thể làm theo cách của Linh để chúng ta có được những cái cây bonsai đẹp chuẩn dáng, chuẩn gốc, chuẩn như thế này mới gọi là bonsai dừa chuẩn đẹp hay mọi người đó. Linh thì làm chuẩn bonsai cho nên nuôi thời gian rất là lâu, mọi người phải nuôi thật là lâu cây nó mới đẹp. Nó cây này nè Linh nuôi cái rễ rất là già và cái gốc như thế này mọi người biết bao nhiêu rồi, mọi người có thể đoán được bao nhiêu năm không ạ? Ai đoán được thì có thể để dưới phần bình luận cho mình Linh biết ha. Rồi Linh xin chúc tất cả cô chú anh chị mình sẽ tự tay mình làm được những cây bonsai thật là đẹp để chúng ta trưng trong phòng khách, trong phòng làm việc để đón tài lộc cho gia chủ chơi cây dừa bonsai. Rồi xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong những clip về bonsai dừa lần sau trên kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh ha.